Hello, chào các bạn đã quay trở lại với channel mình. Hôm nay mình sẽ review hai con này. Hai con đều là bull call hết và là hai phiên bản. Cái con này nó ra cũng lâu rồi nè, nhưng mà bây giờ mình mới có thời gian mình trải nghiệm. Đây là con GGM Pro phiên bản bull call. Nó có cả UV luôn. Rồi, và tiếp theo đây là con WV9 mà phiên bản bull call 20M. Thì nó sẽ giống với cái 20M trên con Super Wailon. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm hai cái này nhé. Thì có mấy bạn hỏi là tại sao mình không mua Super Wailon về review. Thì mình thấy là cấu tạo Super Wailon với WV9 nó y chang nhau, chả khác gì hết. Mà giá nó gấp đôi, gấp ba lần. Nó còn ngang hàng mấy con gan, nó quá là đắt luôn. Cho nên là thôi, mình thua, mình không dám chơi. Mình đang nghèo lắm rồi, thôi đừng rủ rê nữa. Và mình nghĩ cái con này là cũng đã sát với cái con đó lắm rồi. Kiểu như là chức năng đồ này nọ sẽ rất là giống luôn. Nó chỉ khác là nó không chỉnh được 500 ở góc mạnh yếu thôi. Đấy, cho nên là mình sẽ chỉ làm review con này. Và mình nghĩ theo đó mình suy ra con Super luôn. Và con Super nó y chang, nó không khác gì đâu các bạn. Mình nhìn hết rồi, cấu trúc, cấu tạo đồ giống y hệt, khác là khác một cái góc, có thêm cái phần chỉnh 500 nên nó nặng hơn tí thôi, nó không ảnh hưởng đến lối chơi quá nhiều đâu. Ok, chúng ta cùng nhau mở hộp hai khối này ra nha. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu trước với con GGM Pro bull call nha các bạn. Con này thì mình nói chung là hai con này ấy, mình đã từng review cái phiên bản khác của nó rồi. Cho nên là trong video này chủ yếu là mình sẽ nói về con bull call của nó có tốt hay không thôi. Còn về cảm giác chơi hay là những cái khác á thì mình sẽ không nói quá kỹ như là những video khác nữa. Cho nên các bạn muốn xem thì có thể xem lại những video cũ mình đã từng review về những cái con này ở những phiên bản khác, cảm giác chơi đấy, thì các bạn có thể xem lại video cũ nhé. Rồi, đầu tiên là của UV khá là đẹp nha các bạn. Ok đó. Rồi mình sẽ check qua con nặng nào. Rồi, con nặng của con này là 85g. Đây, khối lượng 85g nha các bạn. Lần trước mình nói là trọng lượng thì nó bị sai kiến thức vật lý, nên có bạn vào bảo là mình không được dùng từ trọng lượng. Trọng lượng là đơn vị Newton, cho nên là không được gọi là trọng lượng, phải gọi là khối lượng mới đúng. Đấy, rồi, khối lượng của con này đó là 85g. Thì đối với một con carbon core có phủ cả UV mà 85g là nhẹ nha các bạn. Cái UV này hầu như là bây giờ mấy hãng Trung Quốc đó, nó làm kiểu chung một công nghệ rồi, cho nên là hầu như là bề mặt UV của tất cả các chip ấy nó đều rất là xem nhau, rất là giống nhau luôn. Cho nên là mình sẽ check lại một tí về đây, bề ngoài có phủ UV nha các bạn, thì nó sẽ từ 55mm nó nhích lên một xíu thành 55.3mm. đấy, UV của hãng rất là mỏng luôn đó. Cái lớp UV này nó mỏng chỉ có 0.15mm thôi nha các bạn, cực mỏng luôn ấy. Đó, lớp UV này ở đây mình kẹp như thế này các bạn thấy là 0.3, nhưng mà các bạn phải chia hai ra nữa, bởi vì nó chia cái hai mặt thì nó chỉ có khoảng 0.15mm mà thôi, rất là mỏng nhưng mà vẫn bóng đẹp và đảm bảo cái nhu cầu của các bạn, đó là chống chảy xước. Một thời gian cũng khá lâu mình không cầm vào mấy con GGM Pro, công nhận là tiếng con này kêu to thật. Rồi, nhanh, nó nhanh nhưng mà cái lúc của nhận xuất nó chưa phát huy được hết cái nhanh của nó ấy. Nên là theo truyền thống thôi, cứ kiếp GG các bạn mua về nhớ lau lúp đi, lúp lại. Thì lúp mình khuyên dùng là mua UV1 cộng với Emerald. Và các bạn muốn nó kiểm soát một tí thì dùng Poison hoặc là Red School. Đấy,
đây là combo lúc mình hay dùng cho mấy con CG. Con này cái 500 core của nó mình thấy nó ở mức vừa thôi các bạn ơi. Phải nói là 500 core con này nó y hệt như con là con Tornado V3 flagship, thậm chí là yếu hơn nữa cơ. Này, không đủ lực để hút về nha các bạn. Phải có quán tính nha, phải có quán tính thì nó mới tự hút về. Còn không thì nó sẽ chưa có đủ lực để hút về. Với lại một phần nữa là bởi cái con này á, nó đang bị chậm cái lúc của sản xuất á, của GG á, nó làm cho kíp nó bị rít đó các bạn. Nhìn nè, các bạn thấy không, mình xoay á, nó không có được chân chu mượt mà nó hơi giật là bởi vì nó đang bị rít bởi cái lúc của sản xuất á. Cho nên là cái con này á, mình thấy là 500 của nó chỉ ở mức vừa. Đó nghĩa là bạn nào không thích chơi 500 mạnh thì có thể chơi con này khá là ok. Mình sẽ mở ra xem một xíu nha. Rồi đây. Đây. Wow, có cả 500 ở cạnh luôn à. Hay thế nha. Mình tưởng là chỉ có 500 ở góc không thôi chứ. Vậy là có cả 500 ở cạnh luôn. Đây. Có một tin cũng khá là vui cho các bạn, đó là mặc dù con này 500 core của nó không quá mạnh nhưng mà các bạn có thể tùy chỉnh một cách rất là dễ. Bởi vì các bạn nhìn nè, 500 ở góc cạnh của nó thụt vào trong rất là sâu như này. Cho nên là nếu các bạn muốn nó mạnh hơn thì đơn giản các bạn chỉ việc mua 500 3x1 và các bạn stack nó thêm vào cái góc là được rồi. Stack vào 8 góc. Còn nếu bạn nào muốn mạnh hơn nữa thì stack cả vào 12 cái cạnh luôn, là 500 nó sẽ mạnh hơn và chơi nó sẽ ngon hơn nha các bạn. Thì cái này 500 bởi vì hãng chắc là hãng đang muốn test kiểu gì kiểu, mình nghĩ chắc chắn là Tornado V4 sẽ có 500 ở cạnh, cho nên là hãng đang muốn test thử là test trên cái con GG này, GG Pro là có 500 cạnh thì sẽ như thế nào, cho nên là hãng chưa có kinh nghiệm làm cái vấn đề này cho lắm nên hãng làm 500 còn hơi yếu, nó còn ở mức chỉ vừa đủ thôi, không quá mạnh. Mình nghĩ là trên Tornado thì V4 họ sẽ làm nó mạnh đủ để chúng ta chơi. Rồi, bạn nào muốn nó mạnh hơn thì đơn giản mua thêm 500 3x1 gắn vô là ok. Còn lại chất lượng chơi con này thì tốt, ngang ngửa, thậm chí còn ok hơn cả RS3M 2020 đó các bạn. Mặc dù nếu cái bản bình thường thôi á là giá nó ngang bằng với RS3M 2020 luôn. Ngoài ra nếu như bạn nào không có nhu cầu chơi 500 quá mạnh và thích một sự con Rubik có cảm giác hài hòa, vừa đủ chơi thì con này rất hợp lý, rất là phù hợp. Còn mấy bạn nào mà chơi thích 500 quá mạnh á, thì phải mod thêm. Rồi, chúng ta sẽ để với chip tiếp theo. Đây là con V920M. Rồi, liệu có nhiều 500 hơn thì nó có mạnh hơn hay có gì khác biệt hơn không? Thì chúng ta sẽ cùng nhau mở ra để thử nè. Nói thế chứ thật ra thì mình biết thừa là 20M hay là bôn kho bình thường nó cũng như nhau thôi, nó không khác biệt quá nhiều đâu các bạn. Nếu như mà nói về lực á, thì đương nhiên là hãng phải làm cho nó cân bằng để nó không quá mạnh. Nó sẽ làm góc yếu đi để mà phần cạnh nó trung hòa lại, chứ nó không thể nào mà giữ nguyên y hệt như là bản bôn kho bình thường xong rồi gắn thêm 500 ở kho nó nhiều hơn được. Như vậy nó sẽ gây mất cân bằng, nó sẽ bị mạnh quá, bởi vì mình từng làm rồi, mình tự làm cũng rồi nên mình biết nó sẽ có sự khác biệt rất là ít. Cho nên là bạn nào đang lăn tăn là nên mua con này hay là con V9 bôn kho bình thường á, mình nghĩ là nếu như bạn không có quá nhiều tiền thì cứ mua con bôn kho V9 bình thường thôi, UV bình thường thôi là chơi ngon rồi, không nhất thiết phải bỏ thêm tiền để mà lên con 20, bởi vì cảm giác của nó sẽ xem nhau. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra mình thử luôn nha. Rồi, vẫn là con UV. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Thì UV người ta phủ bằng máy hết. Còn thật
thậm chí còn có mô du lớp UV của nó còn không lệch lên bao nhiêu nữa cơ, có 0.5 mà thôi, 0.05 mà thôi, 0.05mm mà thôi, rất là bé luôn. Và cầm thì vẫn là giống y hệt như những con 55mm bình thường, không có sự khác biệt gì quá nhiều. Ốc chặt hết. Moju đang để ốc hơi chặt thì phải, hình như nó còn hơi lệch nữa. Đúng rồi, ốc chặt quá mấy bạn ơi. Ốc nó đang bị chặt á. Bình thường nếu như mình chơi á, mình sẽ vặn cho cái vành ốc này nè, nó cao ngang với cái assessment ở cái mốc đầu tiên luôn. Ở đây thì hãng đang để nó chặt hơn. Thì có nhiều bạn mới chơi á, mấy bạn không biết, mấy bạn lấy cái con mà W9 bình thường á, các bạn chơi, các bạn mới xoay thêm cái vài turn cái nó bị lọt góc, các bạn chơi là chip bị lọt góc, chip dởm. Nhưng thật ra không phải, tại vì những suất để ốc lỏng quá, cho nên nó lọt góc thôi. Chứ bất cứ cái con Rubik nào dù nó có tính năng chống lọt góc xịn sò đến cỡ nào đi chăng nữa, mà các bạn để ốc lỏng thì cỡ nào nó cũng lọt thôi, đó là chuyện bình thường. Cho nên là phải biết cách tinh chỉnh ốc nha, các bạn chỉnh ốc nó vừa đủ, nó phù hợp thì sẽ không có gặp vấn đề lọt góc hay gì hết cả. Con này thì ốc như đối với mình thì nó sẽ là chặt, nhưng mà đối với các bạn khác thì mình nghĩ là vừa rồi không phải là chặt hay gì hết cả. Và cái điểm đặc biệt là con này nó nhanh quá các bạn ơi, mình bị overturn luôn rồi, nó nhanh quá mình không kiểm soát được luôn rồi, rất là nhanh luôn. Với lại có một cái điểm hay nữa ở cái con này nha, đó là bởi vì cái bùn kho của nó làm quá là tốt đi. Thứ nhất là kiểu như cái bùn kho nó không bị giật quá mạnh như là mấy cái con bùn kho khác của Gan ấy. Nó chúng ta vẫn có thể sử dụng lực để mà chúng ta xoay một cách bình thường, cái lực khởi đầu nè, cái lực khởi đầu khi mà chúng ta mới turn qua, sắp qua cái đoạn 45 độ á, cái lực khởi đầu này nè nó không bị quá nhiều, nó không quá mạnh như là Gan 11 hoặc là 13 ấy. Thì nó giúp cho chúng ta khi xoay vẫn có cảm giác xoay giống như là một khối Rubik 500 bình thường không có bùn co, nhưng mà nó vẫn có đầy đủ tính năng hỗ trợ qua 45 độ tự động đẩy về. Chỉ còn qua 45 độ nha, qua 45 độ qua một cái lại nó tự động nó align về luôn. Mặc dù đây là chip mới thì ở trong khá là khô, chưa có lớp, chưa có gì hết cả, nhưng mà nó sẽ đương nhiên nó sẽ không hề bị ảnh hưởng bởi mấy cái như là tốc độ hay là lúc hay gì hết cả, giống như con GM Pro nè. Đương nhiên là qua 45 độ là không thể nào nó tự kéo về được, mặc dù nó vẫn có 500 core đầy đủ hết, nhưng mà bởi vì cái 500 của nó sẽ ít hơn một đợt 500 và cái 500 của nó yếu hơn, cho nên là các bạn sẽ thấy các bạn phải dùng lực nhiều hơn một tí để tạo ra cái quán tính. Đây, có quán tính thì nó mới hút về. Cái này á, con này nha, nó sẽ là kiểu các bạn chơi mà các bạn, cái 500 này nó chỉ hỗ trợ vừa đủ để các bạn chơi và không bị cộng 2 hay là bị DNF đấy. Còn cái con này là nó sẽ có thêm cái gọi là cái trợ lực, thì bởi vì nó có trợ lực đó cho nên là chip nó rất là bay, các bạn chỉ cần đẩy nhẹ cái thôi đó, tự động nó qua luôn, nó về, nó hút về liền luôn. Cho nên là có con V9 này á, bạn sẽ cần thêm lúp control nhiều. Đấy, còn cái con này á, chi duy á, thì đương nhiên là nó chỉ cần làm nhanh hơn thôi là được rồi, chứ nó không cần control là mấy, bởi vì cái lúp ban đầu nó là đã control rồi. À, mình quên chưa check âm lượng, check khối lượng, quên, nó lộ trọng lượng nữa, quen miệng rồi. Đây, 77 gram thôi, rất là nhẹ luôn các bạn, và chơi cực kỳ là bay. Con này chơi thôi gần như là các bạn không cần phải dùng cái lực tay luôn á, chỉ cần xoay rất là nhẹ nhàng thôi là nó bay veo 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 veo, giống như là nó đang lướt, nó lướt trên không khí luôn các bạn à.
cái cảm giác chơi này nó sẽ rất là giống với cái cảm giác chơi trên mấy cái con mắt clip của gan, như là gan 12 mắt clip hoặc là gan 356 mắt clip. Đấy, cảm giác rất là giống luôn. Đấy, mình thấy là Mojo bắt đầu làm cái mắt clip của họ tốt hơn rồi đó. Con này mình thấy là nó có cái sự tốt hơn khá là rõ rệt so với những phiên bản trước đây. Còn con phiên bản mà Super Quay Lon thì chắc chắn là nó sẽ giống cái gì hình như thế này, chỉ là có thêm chỉnh 500 ở góc nút mạnh cái yếu mà thôi. Mojo cho mình cái tool chỉnh ốc mới nữa nè. Nó giống như cái tool chỉnh ốc trong con Super Quay Lon đấy các bạn. Nhìn như cái đinh ba hay nha. Cái đầu này chỉnh chầu chỉnh ốc nè, đúng không? Quen rồi. Cái đầu này là đầu chỉnh tension. Còn cái tension adjustment này, cái đầu này để làm gì thì không biết. Hãng bảo là sắp tới sẽ ra mắt cái đầu này sau, không biết mấy ổng ngâm cứu cái gì. Còn cái đầu nhựa này là cái đầu để chỉnh 500 nha các bạn, để gạt 500 qua lại hoặc là vặn 500 trên WR21 á. Nhưng mà WR21 bây giờ tuyệt chủng rồi. Cái này là để gạt cái 500 ở góc của Super Quay Lon nha các bạn. Con này nó đâu có 500 góc đâu mà gạt. Ok rồi, đó chính là những gì mình đã muốn review trong clip ngày hôm nay. Rồi các bạn nghĩ sao về hai khối Rubik này, và nhớ comment cho mình biết ý kiến của các bạn ở phía bên dưới nhé. Và đừng quên truy cập ngay vào link Shopee của mình hoặc là inbox thẳng trực tiếp qua Facebook Rubik Nha Trang để mua hàng ủng hộ cho mình nhé. Ok, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.